dành, đức vua Melanda sau khi đảnh lễ tăng chúng 80.000 vị cùng với đại đức Na Tiên ngồi một nơi phải lẽ, đức vua khởi chuyện: Bạch đại đức, trẫm muốn đàm luận với ngài vài điều được chăng? Tỳ kheo Na Tiên đã quan sát vị vua hữu danh đã từng làm cho các tôn giáo điên đảo từ bấy lâu nay. Quả thật là không hư truyền, vì ngài chưa từng gặp một người có tướng mạo phi phàm như thế. Nhưng với thắng dũng, thắng trí và thắng tuệ, ngài cảm thấy không khó khăn gì khi nhiếp phục đức vua này. Khi nghe hỏi, Na Tiên Tỳ Kheo mỉm cười đáp: Tâu đại vương, ngài cứ hỏi, bần tăng sẽ nghe. Bạch đại đức, trẫm hỏi rồi, ngài hãy nghe đi. Tâu đại vương, bần tăng nghe rồi, ngài hãy nói đi. Bạch đại đức, trẫm hỏi rồi. Tâu đại vương, bần tăng đáp rồi, ngài đáp như thế nào? Đại vương hỏi như thế nào? Chỉ vài câu vấn đáp khởi đầu, cứ tọa thính chúng gồm 80.000 tăng chúng, 500 tùy tùng của đức vua cùng với cận sự nam nữ đông đặc bên ngoài giảng đường đều cảm thấy thú vị. Họ cất tiếng hô lành thay, vang rền như sấm dội. Đợi cho không khí yên lặng, nhà vua hỏi tiếp: Bạch đại đức, ngài tên gì? Tâu đại vương, bần tăng tên là Na Tiên. Thầy tổ, huynh đệ, pháp hữu của bần tăng cũng gọi tên bần tăng như thế. Còn cha mẹ của bần tăng không những gọi tên bần tăng là Na Tiên, mà đôi khi kêu là Viranasena, Surasena hoặc Sehasena. Tuy nhiên, dù gọi tên gì đi nữa thì nó cũng chỉ là cái tên suông, chẳng liên hệ gì đến bần tăng cả. Cái tên ấy chỉ để mà phân biệt giữa người này và người kia thế thôi, chẳng có gì là tôi, là của tôi như ngã chấp và tà kiến thế gian thường nhận lầm. Tâu đại vương được rõ. Đức vua Melanda ngạc nhiên, đưa tay lên, phân bua với mọi người xung quanh: Xin tất cả các vị hãy làm chứng cho trẫm, đại đức Na Tiên vừa nói rằng cái tên Na Tiên là tên do cha mẹ đặt. Các vị đồng phạm hạnh cũng gọi như thế, nhưng chẳng có cái gì là Na Tiên ở đấy, chẳng có gì là tôi và của tôi cả. Mọi người nghe rõ rồi đấy chứ? Rồi quay sang Tỳ kheo Na Tiên, đức vua phản vấn: Bạch đại đức, nếu không có cái gì gọi là ta và của ta, thì những người bố thí cúng dường y bát, vật thực, thất liêu, chỗ ở, thuốc ngừa bệnh, vật dụng, vân vân, thì ai là người thọ nhận tứ xử ấy? Ai trì giới? Ai tham thiện? Ai chứng ngộ đạo quả và niết bàn? Từ đó suy ra, những tội ác như sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói lời hư dối, uống rượu, cho chỉ những ngũ nghịch đại tội vô gián địa ngục cũng chẳng có ai làm gì cả. Và như vậy thì nghiệp lành, nghiệp ác cũng không, chẳng có ai tạo tội cả. Lành dữ đều không có quả báo. Nếu thế, có kẻ giết chết đại đức, họ cũng không phạm tội giết người. Và thầy tiếp dẫn, thầy giáo thọ, hòa thượng tế độ cho đại đức cũng không có. Các vị đồng phạm hạnh gọi tên đại đức Na Tiên
là gì đó cũng không có luôn. Vậy cái gọi là Na Tiên đó là ai? Mong Đại Đức giảng giải cho trẫm. Đại Đức nghe rõ rồi đấy chứ? Tâu Đại Vương, bần tăng nghe rõ rồi. Người nghe đó có phải là Na Tiên chăng? Tâu không phải. Chẳng có gì là Na Tiên cả sao? Vâng, chính thế. Tóc, lồng, móng, răng da kia là Na Tiên sao? Tâu Đại Vương, không phải. Thịt, tủy, gân, xương là Na Tiên chăng? Thừa, không phải. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là Na Tiên chăng? Tâu Đại Vương, không phải. Hay lục căn, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý là Na Tiên? Tâu không phải thế. Vậy ngũ uẩn hợp lại là Na Tiên? Tâu cũng chưa chắc là vậy. Đến ngàn đầy, chợt Đức Vua Melanda cất giọng nói lớn. Bạch Đại Đức, hồi nãy giờ trẫm đã cặn kẽ hỏi về 32 thể trược. Lục căn, ngũ uẩn có phải là Na Tiên chăng? Tất thảy đều bị Đại Đức phủ nhận. Và quả thật, trẫm cũng công nhận như thế. Vì khi quán tưởng một cách tận tường từng phần được nêu ra trong câu hỏi, thì chẳng có cái gì được gọi là Na Tiên cả. Thế tại sao trước đây khi trẫm hỏi, Đại Đức bảo Đại Đức là Na Tiên? Té ra là Đại Đức nói dối. Này, 500 tùy tùng thân tín của trẫm và 80.000 tăng chúng tỳ kheo, xin quý vị hãy làm chứng cho trẫm đấy nhé. Đại Đức Na Tiên là một thánh nhân A-la-hán, đắc thần thông và đắc cả bốn tuệ phân tích: tuệ về nhân, tuệ về quả, tuệ văn tự, ngữ nghĩa, tuệ biện tài biện luận. Tâm ngài như đỉnh núi Chúa, trí ngài như mặt trời mặt trăng, lòng từ của ngài bao la như biển lớn. Do vậy, ngài độ lượng với Đức Vua Melanda như mẹ đối với con, với tâm nguyện là phải nhiếp phục Đức Vua, tế độ Đức Vua, đặt Đức Vua trong chánh đạo. Nên dù Đức Vua có nói gì, ngài cũng chỉ ngồi làm thinh và mở rộng lòng từ, để cho ngạo khí và sự xao động trong tâm trí Đức Vua yên lắng lại một chút. Đại Đức Na Tiên mới chậm rãi nói: Tâu Đại Vương, ngài là một bậc đế vương nhiều phước báu và nhiều an vui, tháng ngày sống trong hạnh phúc cao sang. Nhưng vì tâm cầu đạo, ngài chẳng quán đường xa đến đây. Giữa cơn nắng nóng oi bức, nên có lẽ ngọc thể cũng bất an. Lại nữa, từ hoàng cung đến đây, mà sao đại vương không đi bằng xe mà lại đi bằng chân cho mệt? Bạch Đại Đức, trẫm đến chùa bằng xe chứ, chỉ đi bộ từ cổng, nhưng vào giảng đường mới đi bằng chân không. Thế ra đại vương tới đây bằng xe. Vâng, trẫm đến bằng xe. Đại Đức Na Tiên giờ cũng là như cách của vua Melanda phân bùa với mọi người. 500 tùy tùng quan chức, thị vệ của Đức Vua và 80.000 chư tỳ kheo đại chúng, hãy xác nhận cho Đức Vua đã nói rằng ngài đến đây bằng xe. Rồi quay sang Đức Vua, ngài Na Tiên hỏi lại: Đại Vương bảo rằng Đại Vương đến đây bằng xe, đấy là lời nói thật chứ? Chắc chắn là thật. Vậy Đại Vương hãy nói cho rõ về cái xe ấy. Cái gì gọi là xe? Cái gọng chăng? Không phải.
hay cái trục, cái bánh là xe, cũng không phải. Cái thùng, cái mui là xe chăng? Chẳng phải đâu. Hoặc rồi, dây cương là xe? Chẳng phải. Thế chắc cái ách, cầm xe, không phải nốt. Vậy cái gì là xe? Đức vua Melanda im lặng. Đại đức Na Tiên cất giọng chậm rãi. Tâu đại vương, bần tăng đã đưa từng bộ phận một và hỏi rằng cái gì là xe thì đều bị đại vương phủ nhận. Mà quả thật, bần tăng cũng thấy vậy. Chẳng có cái gì được gọi là xe trong tất cả các bộ phận chi tiết ấy. Tuy nhiên, đại vương là vị hoàng đế cao cả, là đấng nhân chủ, là bậc anh minh, cai quản một quốc độ mênh mông. Quả thật là không thích đáng khi đại vương nói dối rằng ngài đến đây bằng xe. Xin tất cả chư vị và chư tăng đại chúng ở đây hãy làm chứng cho. Mọi người không ngớt lời tán dương ca ngợi biện tài của đại đức Na Tiên. Riêng 500 người tùy tùng thì cung thỉnh đức vua tìm cách luận thắng đối phương. Sau một hồi làm thinh, đức vua Melanda nói: đại đức biện luận hay lắm, nhưng mà hãy nghe trẫm nói đây. Tất cả những bộ phận chi tiết như thùng, mui, cằm, bánh, trục, vân vân, nếu nằm riêng lẻ thì không thể gọi là xe, nhưng chúng kết hợp toàn bộ lại thì giả danh gọi là xe, có phải thế chăng? Vậy trẫm báo rằng trẫm đến đây bằng xe đâu phải lời nói dối. Tâu đại vương, cũng thế. Tất cả những cái gọi là tóc, lông, móng, răng, da, ngũ uẩn, lục căn, vân vân, nếu chúng nằm riêng lẻ thì làm sao được gọi là Na Tiên? Nhưng nếu được kết hợp lại thì giả danh gọi là Na Tiên. Bần tăng nói rằng bần tăng tên là Na Tiên thì đâu phải lời nói dối. Nghe đến đây, đức vua Melanda vô cùng thích thú, hết lòng tán thán đại đức Na Tiên. Hay lắm, hôm nay lần đầu tiên trong đời cái lỗ tai của trẫm rất là hoan hỷ. Đại đức có biết thế chăng? Cả đại giảng đường vang lên tiếng lành thay, lành thay, làm chấn động cả kinh đô Sagala.